Côn Tê Giác không ngờ cái vũng nước nhỏ này lại mang đến rắc rối quá lớn. Nó bị mắc kẹt, không thể nào thoát ra được. Nó chỉ có thể nhúc nhích được mỗi cái đầu. Vũng nước đang vắt kiệt sức lực của nó. Đây chẳng khác gì là món quà từ trên trời rơi xuống dành cho sư tử. Nếu không gặp nạn với sức của Tê Giác thì hai con sư tử này chẳng nhầm nhò gì. Bộ da dày như thép và chiếc sừng chết chóc, nó có thể đánh bay cả một đàn sư tử lên đến chục con. Nhưng trong tình cảnh này, mọi vũ khí tối thượng của nó đều trở nên vô dụng. Đó là lý do mà sư tử ung dung tấn công Tê Giác. Chúng chẳng việc gì phải lo khi con mồi không thể kháng cự. Sư tử kéo đến đông hơn. Có lẽ số phận của kẻ gặp nạn được an bài. Nhưng không, bất ngờ lớn đã xảy ra. Một đàn voi đang tiến lại và có động thái đánh đuổi bầy sư tử. Những gã khổng lồ không khoanh tay đứng nhìn, bởi thứ chúng ghét nhất trên thảo nguyên chính là sư tử và các loài báu. Sư tử lũ lượt bỏ chạy. Con Tê Giác vẫn còn sống, ít nhất là thời điểm này. Một con voi cái nhận ra vấn đề, nó không ngần ngại lâu tới để tìm cách giúp đỡ Tê Giác. Với voi châu Phi thì voi đực rất hung hăng và đáng sợ. Nó hay đánh đuổi Tê Giác trâu rừng để giành lãnh thổ. Nhưng voi cái thì hoàn toàn khác. Nó sống rất tình cảm và vô cùng thông minh. Trong khi cả đàn voi đã rút ra xa thì nó vẫn ở lại hì hục cứu Tê Giác. Nó dùng sức mạnh của chiếc voi để nâng Tê Giác lên. Tê Giác đã hoàn toàn kiệt sức. Con voi không bỏ cuộc. Nó dùng lực hai chân sau đẩy Tê Giác. Tác động của con voi giúp Tê Giác quay đầu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của gã khổng lồ không được đền đáp. Con Tê Giác quá nặng và hoàn toàn kiệt quệ. Chiếc voi và bốn chân của gã khổng lồ dính đầy bùn đen. Nó cũng thấm mệt và quyết định rời đi. Bầy sư tử chỉ chờ có thế để quay lại. Con voi cái khi nãy nhìn kẻ gặp nạn lần cuối. Mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Sư tử đã thắng.